thân rồi mấy chị ơi. Trời ơi. Này, chắc bé bơ nó ngồi nó sụp xịt. Sao mà nó rớt ốc rồi. Hello cả nhà, hello mấy chị yêu. Hôm nay lên đồ bộ nha mấy chị ơi. Rồi đầu like em xin phép tặng cái bộ đồ em đang mặc, bộ đồ dây. Trời ơi, cái bộ đồ dây nó mát. Cái chất mango mấy chị, bộ đồ dây quần dài nha. Quần ống suông. Quần ống suông dài chất mango. Rồi chị mấy chị vào, chị nào vào rồi chia sẻ tương tác mạnh tay lên, em xin tặng cái bộ đồ này đầu like đây nè. Em coi em tặng mấy chị nha, cái bộ này đang coi coi. Tặng cho ba chị đi. Ở hôm nay chơi lớn luôn, đồ bộ bán không có lợi nhiều mà tặng luôn nè. Tặng ba chị luôn, tặng ba chị cái bộ đồ dây em đang mặc luôn nha. Chút xíu nữa đẩy view lên, tương tác đẩy view lên cho em nha cả nhà. Hôm nay ủng hộ đồ bộ, đồ bộ nhà mẹ bơ nha mọi người ơi. Đó. À, rồi để đẩy view lên một chút xíu, khách vô đông đông xong rồi mình chơi mini game luôn nha. Hôm nay em sẽ tặng ba bộ nha. Hôm nay em tặng ba bộ đồ em đang mặc nha mọi người. Ba bộ đồ dây. Chất mango mấy chị mặc mát sướng lắm, không có giặt giặt không có cần không có cần ủi gì hết trơn, giặt sấy thoải mái luôn, không nhăn không rút luôn. Đó, cái bộ này của em là free size dưới 135 pound là mấy chị mặc thoải mái. Em là 130 pound. Này free size cho mấy chị 135 pound. Quần lưng thun. Bốn mươi sáu mươi ký nha, chia sẻ livestream cho em đi mọi người. Ưu tiên tặng cho ba chị, em pick ra ba chị may mắn lucky kỳ hôm nay nha. Ưu tiên cho mấy chị có chia sẻ livestream cho em nha mọi người ơi. Ủa em mới làm cái gì vậy ta? Mới share cái này đâu. Nó bấm vô cái gì không biết luôn. Rồi, em xin chào cả nhà nha. Bao nhiêu chị ơi? Trời ơi mấy chị ơi. Chưa vào like nữa. Hôm nay em cũng like cũng đúng gần đúng giờ đó, không có trễ quá đó. Chết bà. Đổ xe vô cái private group rồi. Cái bộ đồ dây này em có nhiều màu lắm nha cả nhà. Nhiều màu lắm. À không phải nhiều màu mà ý là nhiều họa tiết có màu, thì nó chỉ có cái màu hồng với màu kem thôi, nhưng mà nó có họa tiết khác. Hình mấy cái hình họa tiết khác.
sẽ pick ra 3 chị tặng ngẫu nhiên nha mọi người. Rồi em xin chào 7 chị nè. Em xin chào 7 chị mới vào like nha. Mấy chị em mình chia sẻ tương tác để view lên cho em chút xíu nha. Đầu like em. Mẫu này cái bộ 2 dây này em tặng cho 3 chị luôn đó. Nên là mọi người vào đông ủng hộ em nha. Em tặng cho đến 3 chị luôn á. 3 bộ luôn. Còn không ít quá thì chút nữa giữa like em sẽ chơi mini game nha mọi người. Đầu like ít người quá thì em lên hàng từ từ xương trước, giữa like view lên xong rồi em chơi mini game tặng đồ ha. Chứ là bây giờ ít view quá lên mình chơi cũng không có sung. Rồi em lên từ từ trước đi ha mọi người. Đấy, hôm nay em có cái bộ dây thun mới về nữa nè. Cái này là em về một đợt trước rồi, mới vừa up hình lên là show out luôn. Mới vừa up hình lên là hết sạch luôn. Đó, giờ là em mới về là mới xưởng mới may thêm đợt thứ hai nữa, thêm được mấy chục bộ nữa. Mới có like cho mọi người chứ là đợt trước là em hết rồi. Cái bộ thun này là hàng thun lưới hàng nha mọi người. Đấy, cái lưới nè. Mát cực kỳ mà co giãn thoải mái luôn, đặc biệt cái thun này mấy chị giặt sấy thoải mái không nhăn không rút. Bảo đảm không rút luôn. Giặt sấy mình không có sợ rút nha. Bình thường mấy cái thun cô tông hay là gì đó thì nó rút, còn cái thun này nó co giãn nè mấy chị. Nhưng mà không rút nha, không hề rút ha. Đó, free size cho em từ 40 đến 70 kg luôn, là tới 150 155 pound, 160 pound mà cũng vừa đúng không? Đấy. Đó, chị nào thích bộ em mặc á thì comment cho em là bộ nơ, bộ này em bán giá sale trên like là 10 đồng cho chị em mình nè. Cái bộ nơ em mặc quần dài 10 đồng, bộ vàng, bộ thun vàng này cũng 10 đồng luôn, giá tặng cho chị em mình 10 đồng trên like luôn nha. 10 đồng một bộ đồ siêu cực kỳ. Hương Nguyễn chị ở Mỹ hay là ở đâu vậy chị ơi? Em bán ở Mỹ nha, đây em mở cái deposit lên, khách mới deposit cho em nha. This is not good.
Dạ, khách mới mình deposit cho em trước nha mấy chị ơi, chốt trên line ha. Đây, em bỏ cái em ping lên. Đợt trước cái này vô mới up hình nên là hết sạch luôn mấy chị. Này em giờ em biết đủ chia không nè. Em lên em like được có vài chục bộ à, nhưng chất đằng sau được có cỡ 40-50 bộ thôi. Cái này là em có tổng cộng là 7 màu. 7 màu cái thun lưới này ha. Cái thun lưới này em có tổng cộng 7 màu. Trời ơi, hàng 10 đồng mà mấy chị coi may nè. Chi tiết viền rất là đẹp luôn, không một cộng chỉ dư luôn. Đó, cái bảng lưng thun nè. Đó, bảng lưng thun là bảng bự nha, mặt rất là im luôn. Cái phần trước ngực này là hai lớp nè. Cái phần ngực đó là em may hai lớp luôn. Ở Mỹ, dạ chị yêu deposit giùm em 30 đồng rồi mình chốt trên line nha. Chị Hương Nguyễn, nếu mà khách khách cũ mua rồi thì chấm bài trong inbox cho em, còn khách mới thì mấy chị vui lòng deposit cho em nha. Em có tổng cộng 6 màu. À, 7 màu chứ. Rồi, cái này bây giờ mà like bây giờ là xíu nữa là hết liền. Xíu nữa là hết. Mấy chị đâu sau không biết còn không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 màu nha. Khách cũ thì chấm bài cho mình bóc lên giùm em nha. Để xuống la em kiếm mấy chị không được á. Đây nè, màu này là màu rút mà. Trời ơi, mấy cái màu này nó kiểu nó trend lắm mấy chị. Kiểu như là bắt trend Hàn Quốc á, màu vàng cũng là màu pastel luôn. Thấy không? Đó, rồi màu này là màu rút nè. 7 màu tổng cộng chỉ có 10 đồng một bộ thôi. Cái này là mai xưởng mai lên là em bán giá này làm chị bán giá tương tác thôi mọi người, chứ không thể nào mà lời. Cái bộ đồ này mai kỳ công lắm, mai kỹ lắm, với lại cái vải nó cũng mắc luôn. Màu này là màu cam đất ha. Đấy, màu cam đất, màu này là màu ruốc ha, màu cam đất nè, màu ruốc ha. Đây em nói với chị cái quần mặc thoải mái luôn, 70 từ 45kg cho đến 70kg luôn nha. Một size thôi mấy chị, nhưng mà nó fit được cho từ 45kg cho đến 70kg luôn. Rồi, màu xám nè. Đó, màu xám. Đem show hết 7 màu. Họ để trong cái bao zip rồi thấy tiện xài. Rồi có 10 đồng à. Mặt sướng luôn, mát thông não luôn. Rồi, màu này là màu xanh. Màu xanh, xanh đậm. Ôi, cái màu trắng hoa nhí. Em show hết màu cho mấy chị coi, chị nào lấy đủ màu báo em. Dạ không chị ơi, 5-7kg mặt vừa đẹp luôn nha. 5-7kg là gần bằng em rồi. Em là 5-8-60. Rồi cái màu loan. Rồi, chị nào lấy màu nào comment lại cho em nha. Màu này là màu loan nè. Màu này là màu hoa nhí nè. Lấy đủ màu báo em, soạn đủ màu luôn. Đẹp lắm, 10 đồng một bộ đủ màu, mặc nguyên tuần luôn. Mặc nguyên một tuần cho em. Trời ơi, nó sướng, nó mát, cực kỳ. Màu xám nè, màu này là màu xanh nha. Mấy cái màu hoa nhí này nó kiểu như nó tay tay lắm mấy chị, chứ nó không có kiểu như đồ bộ sến sến đâu. Yên tâm, trời ơi, đẹp lắm. Vải về cực kỳ mê. Vải thun lưới á, thun lưới này của hàng mấy chị ơi, không có bị rút nha, không có bị là mỏng nha. Nó có cái độ đanh, độ co giãn của nó, nhưng mà nó rất là mát ha. Màu xám nha. Rồi màu cam đất. Rồi màu ruốc. Cuối cùng là màu vàng. Đó, 7 màu. Lấy 3 màu sáng là 2 màu trắng. 2 màu trắng với màu vàng. Ok. 2 màu trắng.
hay màu trắng hay màu vàng. Em uống cam đất xanh ok chị nha. Đó có thấy không, em lên màu nó chuẩn luôn mấy chị. Có chị thì thích tông sáng, có chị thì thích tông trầm, thì thích tông tối không. Nhưng mà những cái bộ này giống như là nếu mà mấy chị ở nhà mà lười mặc mặc áo ngực á, mà muốn đi lên đi xuống mấy chị mặc tông tối cho em. Tại vì em lót hai lớp, cái ngực lót hai lớp lần này mấy chị. Ở đây là một lớp nha, phần trên nguyên cái bản ngực là lót hai lớp đó. Là những cái tông trầm tông tối á, là mình không có sợ thấy. Chút nữa view lên cao cao em tặng bộ em đang mặc cho ba chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn ba mặc. Rồi chị Hồng Nguyễn, màu rú cam đất với màu xanh. Để em chồng cái áo lên cho mấy chị coi, cái form nó dễ thương á. Đó. Đó là thun mà mấy chị, nên là ví dụ mình ốm thì nó ôm vô, còn mình tròn thì nó giãn ra nè. Đâu có gì đâu rộng, đâu có gì đâu sợ rộng, đúng không? Đó là thun mà, trời ơi nó kéo tới đâu luôn á, mà không hề rút không hề giãn nha mấy chị yêu. Màu hồng phải màu trắng là sao chị? Sao chị Hương Nguyễn lấy vàng rồi giờ lấy thêm hồng là hồng rú có không? Chị nói là lấy ba màu sáng, là em lấy cho chị hai màu trắng với lại màu vàng, đó là hai màu sáng, còn lại bốn tông kia là ha, bốn tông kia là màu tối. Giờ lấy thêm là lấy thêm màu hồng rú với màu xanh nữa. À, trắng là lấy rồi. Đấy, cái này là thun quá mấy chị, nên là coi giãn thoải mái nha. Nhỏ thì nó ôm vô thôi, còn mình tròn thì nó giãn ra thôi, không có gì hết trơn. Mày đặc biệt giặt không có bị rút thôi. Trắng là lấy ba màu sáng, là trắng là em lấy ba màu này rồi nè. Màu vàng với hai màu trắng nè. Đó rồi bây giờ comment lấy thêm hồng ruốc hả? Với xanh hả chị hay sao? Vậy là lấy một màu trắng, đổi lại lấy màu xanh đúng không? Vậy còn màu hồng là sao? Bây giờ chị lấy màu nào chị comment rõ theo cái bảng màu em đọc đi nha chị ơi. Chị lấy màu nào comment rõ theo bảng màu em đọc nha. Màu này là màu loan nè. Màu này là hoa nhí trắng nè. Rồi màu này là màu vàng nè. Đó chị comment lại theo cái bảng màu mã em đọc đi ha. Cho nó rõ ràng. Rồi cái này là màu xám. Cái này là màu xanh. Cái này là màu hồng ruốc. Rồi cái này là màu cam đất, màu nâu đất. Đó, 7 màu. Đấy, bây giờ lại đổi nữa thành hồng, vàng và xanh. Bỏ trắng ra đúng không? Bây giờ là hồng, vàng và xanh nha, ok chị.
Rồi ok, em xin chào mấy chị mới vào nha. Em xin chào mấy chị yêu mới vào. Rồi đầu like em xin tặng cho ba chị ba cái bộ đồ này em đang mặc nha. Đó là dây quần dài nha, chất mango và sấy thoải mái không nhanh không rút. Rất là nhiều màu dễ thương nè mấy chị. Đây em bán cái bộ này là 10 đồng một bộ. Cái bộ dây quần dài này chất mango 10 đồng một bộ chị em nằm. Mình lên cho em liền mã tặng liền, tặng 0 đồng. Đó, tặng lẻ luôn. Đây. Đây là bò nè, đó thấy không? Chiều hình dễ thương lắm mà là em tặng luôn cho mấy chị em pick ra. Bây giờ ít quá thì em pick ra trước một hai chị trước nha, còn đem giữ lại một bộ đi để giữ lại đông đông em tặng tiếp. Đó, mấy cái màu dễ thương không à. Đấy, rất là nhiều màu dễ thương luôn. Em pick ngẫu nhiên ra màu ngẫu nhiên màu cho mấy chị yêu luôn nha, tặng cho bây giờ ít người quá thì em tặng cho hai chị trước đi. Xong rồi giữa like em tặng thêm chị nữa. Chứ bây giờ ít khách ít quá comment lên nó không có lên đó mấy chị. Ít khách quá comment nó cũng không lên nữa. Đấy, tặng cho nó có tương tác sung sung đầu like lên chút xíu. Mà bây giờ khách chưa có vô đông. Nhiều chị biết cái gu của em là hay lên trễ nên là vô trễ không à. Em lấy cái điện thoại khác đâu à. Đó, nãy mới thấy 16 người, giờ tụt xuống còn có 10 người à. Đấy, không thấy comment nhảy luôn mấy chị ơi, không thấy comment nhảy luôn, toàn là chấm chấm thôi. Giờ em không biết chọn sao luôn á, không thấy comment nhảy luôn, toàn là chấm chấm thôi nè. Em lướt lại thêm lần nữa coi. Có chị nào bị ẩn comment không? Ở đây là em chỉ thấy là có hai chị comment thôi. Ít quá là em không chơi mini game được rồi mọi người ơi. Có tương tác này nọ vô, nhiều chị tương tác vô thì mình còn chơi cho nó sung sung ha. Chứ ít quá là em chờ đến giữa like hay gần lúc mà mấy chị vô đông đông rồi đó, khách vô đầy đủ rồi mình chơi. Cái bộ đồ dây mát mẻ gì lấy kiếm gì à? Kiếm ai à? Nó tắm mà kiếm gì à? Nãy hỏi rồi, khỏi nướng đi, không ăn đâu. Nãy hỏi rồi, kêu kiếm khác ăn. Để hỏi lại lần nữa coi. Mấy màu nè, đem show cho mấy chị coi mấy màu dễ thương. Và có cái tăng đơ đằng sau nữa. Cái bộ này là tại vì cái này là cái chất mango, nó không có co giãn như thun thì nó chỉ có một form 100 dưới 135 pound thôi. Một form là dưới 135 pound. Này cũng có 6-7 màu luôn á mấy chị, 6-7 họa tiết luôn á. Dễ thương không à. Thank you.
mùa hè nóng nực mình mặc mấy cái này mà khỏi cần phải ủi đồ này nọ nữa, sướng muốn chết luôn á mấy chị ơi. Mát mẻ dễ thương, màu xanh. Đó, cái quần dài thì chị nào sợ mặc quần ngắn là mình mặc, có thể mặc cái quần dài như vậy nè, đi ra đi vô cũng được luôn. Form là form suông ha, form suông còn có túi luôn cho em. Đấy, tặng cho ba chị đầu like, nhưng mà bây giờ ít khách quá thì em thích trước. Một chị trước đi ha. Ít tương tác quá à. Mới thấy có hai chị comment là chị Jennifer Tống với chị Hồng Nguyễn thôi à. Ít quá, mình đâu có chơi được đâu mấy chị ơi. Em cảm ơn chị nào, em cảm ơn mọi người thả tim cho em nha. Em cảm ơn Na thả tim cho em nè. Em cảm ơn chị Na thả tim cho em nha. Để em treo ở đây đi, xíu nữa đông đông sẽ quay lại cái quà này. Giờ em lên xương xương cho mấy chị mấy cái mẫu khác nha. Đây, trời ơi, cái bộ lụa tơ tằm mới đẹp lắm nha mấy chị yêu. Thiết kế Mickey Dior nè. Đó, phối tay phối chân nha, rất là sang luôn, phối tay phối chân rất là sang. Lên đồ quần đùi trước hả? Cái bộ này là lụa tơ tằm, cái bộ này là không có túi quần nên là giá 22 đồng nha mấy chị. 22 đồng, chị nào thích Dior Mickey thì bấm cho em là Mickey hồng nha. Chất này chất lụa tơ tằm mặc sướng cực kỳ luôn, mình mượt mịn. Mickey hồng. Form này là form dưới 130 pound, tương đương với size M, dưới 130 pound tương đương với size M mấy chị. 60kg, 40-60kg đổ lại. Ít đùi. Rồi, cái này là lụa xước đùi mới nha, em có hai size M với L. Cái này là hàng thiết kế cao cấp không mấy chị. Cái này là chất lụa xước cao cấp, lụa ánh kim. Nè, trời ơi, để gần cái màu nè mấy chị coi. Ông anh tuyệt đẹp luôn nha. Nút đính ngọc, đính đá luôn. Em có hai màu, em có hai size nha. Chị nào 130 pound đổi lại mặc size M, 150 pound đổi lại là mặc size L nha. Form này đã trừ hao cho mấy chị mặc rộng rãi thoải mái rồi. Nè. Như cái này là size M nè. Em thì em 130 pound 5'1" của em mặc size M, mấy chị mặc. Mặc size M là thoải mái luôn, gọn người luôn. Và cái quần đùi của em may cho mấy chị là quần đùi nó là dạng luồn to như vậy nè, chứ không phải là cái quần đùi nó ngắn ngắn sát lên háng đâu, nên mặc rất là thoải mái, với lại là không có sợ bị quá ngắn. Xét đùi mình phải làm có quần à, cái đó là xét kiểu rồi chị ơi. Hôm nay em like cái like này là like đồ bộ nha chị nhớ. Like đồ bộ là em like thứ ba, còn là like mà like hàng đầm đồ xét kiểu đồ á, mặc đi chơi mặc mùa hè đó, cái đó là đầm ngắn kèm quần người nọ đó, cái đó là like thứ năm thứ sáu. Chị muốn coi cái kiểu đó hả, em lên cho chị trà vài mẫu coi đi ha. Lên vài mẫu chị coi.
Ê, sẵn mấy mẫu lên cho chị coi. Cái này thì em không có mặc lên nha, tại vì em đang là đồ bộ, em không có thay cái này lên. 57kg là mặc hết, vừa hết á. Tại vì cái này là hàng boy thun free size. 57kg là cỡ em, mới nhỏ hơn em chút xíu là mặc vừa hết. Rồi, cái này là sơ mi sát nách nè. Đẹp lắm, lên cho em màu hồng. Tất cả đều kèm quần có túi hết. Sơ mi sát nách 23 đồng. Rồi, mẫu này là mẫu cánh tiên phối. Mẫu cánh tiên phối đỏ, mặc như là đầm ngắn kèm quần nha. Đây nè, cái quần của nó này. Mẫu cánh tiên phối này là 25 đồng. Đó, cái quần của nó là quần bản có túi hai bên, 25. Mẫu cánh tiên này, phối này thì em có màu này là màu đỏ nè. Màu này là màu lập thể nè. Đó, màu lập thể. Màu này là màu binu. Màu binu ha. Màu binu. Ôi quá đẹp luôn, màu này là màu beo nè. Đó, mặc như cái đầm ngắn và có kèm quần, có túi cho em ở trong hết nha. Rồi, trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Cái này á hả, thực sự phải chồng vô thôi. Chồng vô mấy chị mới thấy cái form đồ nhà em nó đẹp. Cái này là cổ vest cánh tiên 25 đồng luôn cho em, màu vàng. Màu vàng nghệ, mặt trắng da cực kỳ luôn. Em đứng sát lên nè. Đó, cái form nó là như vậy nè nha. Nó co giãn nha, nên chỉ 57kg là mặc vừa hết á. Chị chốt trước đi, hồng, đỏ, binu, xếp hồng. Y chích đồ mà khoan nha. Em coi chị Hương Nguyễn này có deposit chưa ta. Chốt quá trời không deposit nữa. Su Bà Na em, chị có deposit em chưa ta. Chị này là đợt trước em gửi bill mà không có trả tiền nè. Thôi chị ơi, deposit trước đi là chốt nha chị ơi. Trời ơi, là mất thời gian dễ sợ mấy chị ơi. Chị đã một lần á, chốt hàng, em chốt hàng cho chị mà chị không có deposit cho em rồi, mà em gửi bill cho chị vẫn không trả tiền luôn. Nguyên cái cục hàng của chị em phải xả ra, mà bây giờ nhảy vô chốt quá trời, như đúng rồi luôn. Cái này là em sorry trước nha, muốn mua hàng lại thì chị đi qua tịch đi nha, chứ là không là em không có chốt được, em không có bán được. Chốt đơn gửi rồi mà kêu gửi tiền, kêu trả mà im luôn. Em mấy tuần lễ em phải bỏ ra em xả hàng luôn. Giờ nói khách cũ em cũng ngờ ngợ, em tưởng chị mua rồi, ai dè là chốt rồi mà không mua, không trả tiền. Bây giờ chị hãy vô chị chốt hàng. À, người lớn quần lửng hả? Có nha chị lửng nha. Bao nhiêu ký vậy chị ơi, bao nhiêu phao đó mấy chị? Vậy là mất thời gian của nhau quá trời luôn á mấy chị. Mua hàng em thì mua thiệt tình giùm em. Em like mấy chị, em bán mấy chị thiệt tình mà. Em đâu có gian dối gì đâu, phải không? Đồ nào là em bán đồ chất lượng còn hơn cái giá tiền em bán nữa mà. Mà sao mấy chị á hả, mua hàng mà giống như là lên đặt như chơi chơi vậy đó. Thực sự luôn, gửi bill, lúc đó là chốt, là em đã chốt, không có cần deposit rồi. Lúc đó là em đã giống như du di, không cần chị deposit, xong rồi em gửi bill cho chị vẫn không chịu trả tiền luôn, mấy tuần lễ luôn. Rồi không lấy hàng cũng không báo luôn. Trời ơi, em đâu có như một trò đùa đâu. 140 cho em nói cái chị Hương Nguyễn nãy giờ chốt hàng em quá trời, không phải chị Nguyễn Nga nha.
đó. Bây giờ muốn mua hàng thì chị vô deposit cho em giữ cọc cái đã rồi em mới chốt tiếp, mới chốt hàng được. Chứ giờ chị đã một bill chị không trả tiền em mà sao giờ em dám bán hàng. Chưa từng mua hàng luôn mà vô hỏi khách cũ hay khách mới, nói khách cũ như đúng rồi luôn. Trăm bốn mươi thao cao bao nhiêu chị ơi? Nếu mà 140 thao cao trên 1m55-58 thì mặc vừa cái những bộ này. Mất thời gian quá trời luôn. Mét rưỡi hả? Mét rưỡi sợ này không vừa quá. Cái này là mét 50, có 58 trở lên, 140 sao 58 trở lên không vừa. Nếu 140 thao mà cao 1m50 thì em chỉ còn có hai mẫu này thôi nha, cho bộ đồ lửng 19 là một bộ, còn có hai màu thôi à chị, màu con này là con gấu màu hồng đó, quần lửng cái bắp chuối á, chất mango 19 là một gấu hồng nè, với lại một bộ sọc ha, màu sọc. Cái này size nó lớn hơn, size này là size, cái kia là size M với size L, mà cái này là size XL mới vừa cho chị nha. 140 thao tại vì thấp á, thấp, cao 1m50 là thấp nên là tròn người hơn á, thì lấy cái size này nó mới vừa. Lửng đây, sọc với lại Na ơi, cái này Na mặc bự lắm nha Na. Cái này là size lớn á Na, mặc lớn bự lắm. Để em lên cái size nhỏ cho Na lựa. Nếu mà thích quần lửng em lên size quần lửng nhỏ hơn cho. Lấy size lớn cho 140 thao. Đến cái này là up to đến 155 thao mặc cũng vừa nữa. Nè, cái này là size của Na nè. Cái này là 135 thao đổ lại là mới chị. Nếu mà 140 thao chị mới vừa chị ơi, 140 thao mà có 1m50 hà. Nếu mà 140 thao mà chị phải 1m58 trở lên thì mới vừa bộ này. Muốn bộ này, muốn cái form này thì phải là 140 thao, nhưng mà phải cao cỡ 1m58 trở lên, 1m50 đến 1m58 trở lên thì mới vừa bộ này. Đây cái form quần bầu đẹp lắm.
con mèo này nè. Rồi, cái này là dưới 135 pound cho em thoải mái nha mấy chị ơi. Đấy, 90 pound với 135 pound thoải mái nha. Bự quá, nãy chị kêu lên 140 pound. Em tìm 140 pound rồi chị kêu bự. Khó tay chị yêu luôn. Rồi, bộ lửng em đang mặc là 19 đồng nè. Ok nè, con mèo hồng. Xinh lắm. Cái lai quần, lai quần bầu á. Hàng đẹp mấy kỹ luôn nha mọi người. Đây nè, để em lấy một cái bộ này. Cái này tim đen nha. Tim đen. Đó. Cái lai quần của nó nè, là lai bầu. Bản lưng chun là bản bự co giãn nha mấy chị ơi, thoải mái dùm cho em nha. Túi quần là túi cùng màu luôn, 19 đồng một bộ lửng. Cái này là hàng chất mango loại 1 nha, hàng đẹp may kỹ luôn. Đấy, form này là form 40 đến 62, 65kg. 65kg thì mấy chị phải cao từ 1m6 trở lên thì vừa. Dạ, cỡ em mặc nè chị, em 130 pound nè. Em 130 pound mà em 1m55. Là tại nghe chị nói 140 pound rồi. Rồi, con mèo cho Na. Rồi, cái bộ này là gấu vàng cho em nha. Gấu vàng nè. Rồi, cái màu đẹp quá nè mấy chị ơi. Gấu vàng nè. Quần lửng mà áo trong đầu không có chị ơi, có quần đùi ha chị. Cổ tròn thì có quần đùi cho cổ tròn thôi chứ không có lửng cổ tròn. Có đùi với lại ngắn cổ tròn. Lửng cổ tròn không có. Gấu vàng. Xinh ha. Em cực kỳ thích cái form cái lai quần này nè mấy chị. Làm cho người mình nó gọn. Làm người mình nó gọn mà nó sang lắm. Lấy gấu trên nè. Gấu cho nè. Trời ơi trời. Màu đẹp quá vậy trời. Màu cái tim đen hả? Bộ tim đen ok nha. Rồi, bộ này là bộ con chim nha. Chim, trời ơi con hạt chứ. Con hạt hay con chim gì đó nó bay. Cái màu lập thể siêu trắng da luôn mấy chị ơi. Cái màu lập thể nè. Đẹp chưa? Phối màu cực kỳ đẹp luôn mấy cây vải nha em. Nhìn nó không có giống như hàng chợ đâu mấy chị. Nhìn nó sang lắm nha. Mặc cái bộ đồ sang xịn mịn nên mình cũng thấy sang cả người. Đi tới đi lui. Trong nhà em thấy cũng đẹp nữa. 19 đồng nha tình yêu ơi. Bộ lửng ha. Bộ lửng 19 đồng. Em có một cái kiểu lửng nữa. Em có một cái form kiểu lửng nữa giá 16 đồng. Chờ em chút xíu em lên xong cái mã lửng này. Em lên thêm một cái mã lửng nữa giá 16 đồng. Rẻ hơn cái này chút xíu. Cái form nó khác một chút. Cái kiểu nó khác một chút. Đây là để em show là cái lửng này 16 đồng. Đây cái lửng cổ bèo này nha. Cái này cũng là quần lửng luôn. Form này cũng là 130 pound. Ai cao cao á 135 pound mà cũng vừa. Chị nào mà cao 1m58, 1m6 135, 140 pound mà cũng vừa nha. Còn cỡ 1m5 đổ lại thì 130 pound là vừa. Đó cái bộ lửng này nè. Cái quần nó ngắn hơn nè mấy chị thấy không. Cái quần nó ngắn hơn chút xíu ha. Cái quần này nó ngắn hơn cái quần em đang mặc một chút xíu nè mấy chị. Đó, cái bộ lửng này thì 16 đồng. Chị thích lên mấy cái bộ lửng bèo 16 đồng. Mày xíu nữa em lên hết mã cái bộ này. Em sẽ lên
cái bộ 16 đồng một trăm. Tim nè. Tim cho nghe. Tim cho nghe. Ok nghe. Cà rốt. Caro. Caro cà rốt. Cái này ủa không, cái bí đỏ hả? Trời ơi dễ thương quá, caro đen cho em nha. Caro đen em có caro đen với caro cam hai màu luôn. Caro đen và caro cam. Trời ơi này để dành cái mùa nào mặc này mấy chị, cái mùa Halloween á. Halloween mặc. Cái màu này. Dạ có chị ơi, em có chừa cho chị rồi nha. Giờ gộp chung với hàng này dồn đơn, gộp chung với đồ này luôn nha, ship. Rồi caro đen với caro cam ha. Caro đen với caro cam, màu này đẹp nè mấy chị. Nào thích thương hiệu thì là hết cái LV trắng cho em nha. Đây. Cho mấy chị thích thương hiệu luôn nè. LV trắng mà nó có gấu nữa. Nó có gấu nữa nè nè ơi nè. Nè thích gấu đâu rồi gấu. LV và gấu nè nè. LV trắng nè. Đó, cái form này là cái form vạt bầu của mấy chị. Em lên từng cái kiểu khác nhau, lẫn em có nhiều kiểu lắm. Em có form vạt bầu là cái form này nha, rồi em có cái form vạt cái line cái viền line nữa, và em có cái loại kia là cái loại cổ bèo nữa, nó nhiều kiểu lắm. Như lửng em có lửng hai dây nữa mấy chị. Trời ơi nó nhiều màu lắm mấy chị, từ từ em sẽ lên hết. Mấy chị coi nha, mà là nhớ mua ủng hộ em nha. Em sẽ lấy LV nè. Ok. Tana với Nga luôn. Rồi, cái này là trái dâu trắng. Màu, màu màu cái nền là nền trắng ngà ngà mấy chị, lên cái họa tiết cái dâu màu tím nè. Ừ. Đúng rồi chị, cái này 130 pound là thoải mái luôn nha, 130 pound là mặc thoải mái nha em nè. Em mặc còn thoải mái nè mấy chị ơi. Đây. Em là 130 pound nè nha. Cái này mà em bởi vì em mới chốt cho mấy chị là 130 pound đến 135 pound phải cao trên 1m đến 1m6 á. Trong đó mà 130 pound phải cao trên 1m6. Tại vì em có một cái chị kia, chỉ là 100 gần 140 pound, 138 pound lận, mà chỉ cao đến 1m62, 62, 63 gì đó. Chị đã mua những cái bộ đồ này của em mặc là chỉ mặc vừa. Em hỏi là chỉ mặc vừa thoải mái luôn. Form lên đẹp chuẩn luôn. Đấy nên là em mới dép chốt cho mấy chị. Và cái này á là nó không có theo cái ngực, nó không có ôm hay gì hết. Nhưng mà để cho thoải mái là em trừ hao vậy, tùy theo chiều cao nữa. Tùy theo chiều cao nữa. Rồi cái màu trắng dâu, dâu trắng. Hoa đỏ. Còn hoa đỏ đô cho em. Hoa đỏ đô. Hoa đỏ đô. Hàng may cực kỳ kỹ luôn nha mấy chị. Hàng form rất là đẹp luôn nè. Cái bo chun nè. Cái bảng nó dày, bự như vậy luôn á. Treo bộ hoa đỏ đi lên, bộ này đẹp. Rồi coi như là em tạm hết màu đi mấy chị ơi. Mẫu này là em hết màu nha. Em bây giờ em qua một mẫu khác. Chị nào thích lên quần dài, quần ngắn thì báo em nha. Không lên quần dài, quần ngắn thì báo em. Còn muốn coi quần lửng tiếp tục thì em lên thêm một mã quần lửng nữa. Lên theo một mã quần lửng 16 đồng.
Ai, dễ thương lắm luôn. Đó, cái này là gu bánh bèo chị nào nè. Chị thích gu bánh bèo là hốt liền nè. Bộ em đang mặc, bộ em đang mặc là con mèo á hả? Bộ 19, hôm nay bộ này là 16 đồng nha. Đó, lửng này là lửng tới ngang gối thôi, còn cái lửng kia nó dài hơn, nó tới cái bắp chuối được. Mấy chị, còn này là nó ngang gối nha, 16. Chất mango luôn. Rồi lên cho em hồng cô bé. Cho chị Hồng Nguyễn. Cô bé dễ thương. Bộ này là cũng có tông dễ thương, có tông lớn luôn. Cái cô bé này, cô bé này à, cái con be. Rồi con này là con be màu xanh. Con be màu xanh. Chất mango mát lắm nha mấy chị. Con be màu xanh. Con be này thì là em có con be màu xanh, con be màu đen, con be màu đen nhá. Rồi con be này cũng con be luôn nè, con be màu rêu, màu rêu đó, nó cũng là một cái họa tiết con be, con be này nè đó, mà nó có màu rêu, màu đen và màu xanh, ba màu, màu rêu, màu xanh và màu cô bé. Con be là con gấu. Em đọc con bé nên ghi con bé. Ok này, bé đen với bé rêu, bé đen và bé rêu, lấy con bé xanh luôn. Ok nè, con bé xanh luôn, xanh nhật. Rồi rồi cái này là caro, sọc caro cho em nè. Chị nào thích tối tối sang sang lấy sọc caro. Đấy, form này là form 130 pound mấy chị ơi. Ai cao cao trên 1m6 thì 135 pound, còn mà 130 pound, 1m5, 1m55 là mặc thoải mái nha em nè. Đây này sang nè mấy chị. Trời ơi, mẹ em có một bộ này lá bài, khoái mặc dễ sợ luôn á. Bữa mặc chụp hình mà quên up lên. Rồi lên cho em cái bộ này là lá bài đen nha. Lá bài đen, lá bài đen. Rồi cái này là caro, caro. Rồi trái dâu, trái dâu luôn. Đó, trái dâu đen. Rồi em có lửng hai dây nữa nè mấy chị. Cái này là form quần lửng, quần lửng bạc bầu luôn, nhưng mà nó là hai dây ha, hai dây phối lụa với lại mango đó. Mẫu này cũng là 130 pound đổ lại cho em luôn nha, 130 pound đổ lại luôn. 16 đồng một bộ, 16 đồng một bộ hai dây lửng đây. Túi quần thoải mái hai bên luôn, 16 đồng bộ hai dây lửng nè. Cái này lửng chữ đen cho em, chị nào thích hai dây thì chốt hai dây lửng. Cái này nó co giãn bằng sâu, lửng hai dây dây chữ đen.
chữ đỏ. Đó, cái này lửng phối nha, đẹp lắm mấy chị. Dễ thương cực kỳ luôn. Để em mặc lên thử một bộ cho mấy chị coi. Nè. Đó, cái form nó như vậy nè, dễ thương không? Đấy, trời ơi, cái này giống xét cái được. Cũng cái đồ kiểu đi mặc đi á hả, ra ngoài cà tưng cũng được luôn á. Việt Nam mặc là mình đi chợ đi sao mắc kịch đồ này nọ luôn rồi đó mấy chị. Màu em mặc là trắng đen đi. Màu em mặc là trắng đen. Chữ đen chữ đỏ, cái này là trắng đỏ nè mấy chị ơi, màu trắng đỏ em mặc là màu trắng đen nha, màu trắng đỏ rồi màu nu nữa nè, để màu nu này phối với lại cái màu đen màu nu đó, form y chang em đang mặc luôn. Bộ lửng 16 đồng. Để em lên trường ngắn nha. Có chị nào chưa có coi cái set chữ đỏ phối đen hả chị, chữ đỏ phối đen cái này ok chị Hồng Nguyễn nè. Vẫn áp dụng đồ bộ trong tháng này, em vẫn áp dụng 10 bộ tặng 1 luôn nha mấy chị. 10 bộ tặng 1, mấy chị cứ chọn cho em là 11 bộ là tính tiền 10 bộ thôi. Đó, ví dụ như là mấy chị chọn 10 bộ lửng rồi là chọn thêm một bộ nữa là free bộ lửng nha. Ví dụ như là mấy chị cứ chọn lộn xộn quần dài, quần lửng, quần đùi gì đó, 10 bộ là tặng thêm một bộ, là mấy chị chọn 11 bộ là em chỉ tính tiền 10 bộ thôi. À, vẫn áp dụng đồ bộ trong cái tháng này giùm em. Để em mặc cái bộ dây thun này lên cho mấy chị mới vô coi lại nè. Chốt lại cái dây này giùm em, nhiều người thích lắm luôn á, mấy chị phải mua thử cho em ít nhất mỗi người một bộ đi. Trời ơi, khách quen của em, khách đã mua hàng nhà em tin em đi, mặc cái bộ này nó sướng lắm. Đây, để em mặc màu trắng lên cho mấy chị coi, nó không hề mỏng nè, dễ thương lắm luôn á. Free size cho em là từ 40kg cho đến 70kg luôn mấy chị. Cái này là thun co giãn nha, tới đâu nó ôm như tới đó. À, cái này cũng bé khách quen nhà em, nó có bầu 7 tháng rồi mà 160 mấy ký mặc vẫn vừa luôn đó. Đó chị biết rồi, nó mặc không hề nhậm. Nếu mà người nào mà nhỏ nhỏ con cũng không sợ bị rộng nha, tại vì nó là thun nó ôm vô. Mấy chị ngực em nhỏ cũng không sợ bị hở ngực nha, cúi xuống không hề thấy ngực ha.
đó, rồi nó co giãn và cái thun mình nó không có rút. Em có màu em mặc là màu nhí trắng nè, em dơ lại màu, em có 7 màu tổng cộng à. 10 đồng một bộ, 10 đồng một bộ giùm em ha. Màu này là màu vàng, màu em mặc là màu nhí trắng ha, cái hoa nhí nhí vậy nè đó, cái hoa nhí nhí nè mấy chị. Màu này là màu loan, màu loan đây. Trời ơi, lưng quần co giãn thoải mái luôn mấy chị ơi, giùm em đó. Đây, cái này là thun mà thoải mái luôn á, tại vì cái này đợt trước em đã mặc rồi và giặt sấy thoải mái luôn, em thấy nó không có rút, không có nhăn gì hết trơn, nó vẫn phom bình thường. Màu này là màu xanh, màu này là màu rêu, rồi là màu nâu, màu cam đất màu nâu đất vậy đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cộng màu nữa, màu xám ha, 7 màu. Chị nào thích tông màu trầm cũng có luôn, cũng có màu trầm, thích tông màu nổi cũng có tông màu nổi luôn, tông màu sáng quá tông màu sáng luôn đấy, máy cho mấy chị yêu luôn. Rồi cái chất thun lưới là thun lưới hàng đó mấy chị, đây nè, đẹp lắm. Đây 40kg đến 70kg thoải mái cho em nha. Em lên quần đùi hay quần dài tiếp đi mấy chị ơi, thích coi quần đùi hay quần dài. Quần đùi tôi tầm hàng thiết kế, nhiều mẫu đẹp lắm. Nãy em đang lên tới cái mẫu mẫu tầm, trời ơi, nãy đang định lên cái mẫu tầm xước này. Cái tầm xước này là lụa tầm xước em nha mấy chị, hàng thiết kế cao cấp, có túi hai bên luôn, hàng may cực kỳ đẹp luôn, siêu đẹp. Đây cái vải lụa tầm xước đó, nó cái này nó ống ánh đẹp lắm, túi sau cùng màu luôn ha. Em có hai size M với lại size L, giá là 22 đồng. Mặc luôn hai bộ này luôn. Mình biến cởi ra mặc vô luôn cho mấy chị thấy cái form của cái quần. Cái form quần. Kiểu cái form đùi á, mà nó đùi, cái quần đùi nó dài tới đây nè, chứ không phải là cái quần đùi nó ngắn tới trên háng đâu mấy chị. Đây là mặc rất là thoải mái luôn. Đây em mặc là size M, em có M với anh L. Màu này là màu trắng cô bé, con ngựa đi, con ngựa trắng xanh. Rồi tiếp theo là màu gấu, cái này cũng là tầm xước luôn nè, gấu đen nha. Trời ơi, nó ống ánh cái vải đẹp lắm luôn á, mịn cực kỳ luôn nha. Cái tầm xước này á, là nó khắc phục được cái nhược điểm xước vải của cái lụa tơ tằm. Nhưng mà chị nào mê lụa tơ tằm thì vẫn mặc bình thường thôi. Lụa tơ tằm thì mặc nó sướng nhất trên đời. Còn cái tầm xước này nó mới ra sau, cái lụa xước này nó mới ra sau ha. Nó không có trơn như cái hàng lụa tơ tằm, nhưng mà nó có cái độ xước ánh lên như vậy nè. Gấu đen. Cái này là có hai size luôn nha, size M là dưới 130 pound, còn size L là dưới 155 pound cho em. Cái này là hàng cao cấp nhất của em luôn rồi đó mấy chị. Mà 22 đồng mấy chị nhận cái bộ đồ nó chất lượng. Cái này là hàng quần dài là em bán 27 á. Quần dài tay ngắn là em bán 27 á. Chất lượng lắm luôn á.
mấy cái mà hả hàng lụa siêu đồ này nọ trong Macy hay là trong mấy cái brand cao cấp thì không thể so luôn với lại cái lụa tơ tằm này của em. Mấy chị cứ mua về thử và cảm nhận nha. Rồi cái này caro cho em, cái này lụa tơ tằm caro, caro gấu nè, con gấu angel, con gấu có cái cánh angel đây, phối đẹp lắm, lên phối là bản độc quyền luôn. Mấy cái này là em tự lên design trên hình vẽ lại hết á mấy chị, là độc quyền nhà em có thôi chứ không phải là mấy cái này là vải tự trên vải nó có sẵn đâu, phải là design lại ở trên hình xong rồi vẽ ra á. Gấu đen, gấu caro kena nè, rồi con gấu trái tim luôn nha, trời ơi phối nè, đẹp chưa mấy chị. Đây chứ không phải mà tự cái cây vải nó có sẵn hình như vậy đâu mấy chị ơi, là phải lên sơ đồ, lên hình vẽ ra bản mẫu vẽ xong rồi thợ in lên ấy mới đẹp, mới sắc nét như vậy, như là trên vải vậy đó. Con gấu tim 22 đồng, hai size ML hả, 22 đồng hai size ML. Hàng mango thì nó rẻ hơn, còn hàng mango nó rẻ hơn là tại sao mấy chị biết không, nó là nguyên một cây vải luôn, không có phải in vải hay là không có thiết kế lên, nó mua nguyên một cây vải sao là nó lên vải luôn. Đó, còn cái này nó mắc tiền hơn là nó những cái mẫu như vậy nè, họa tiết như vậy là nó mắc hơn, là mắc hơn tiền thiết kế của em á mấy chị. Chứ là còn mango, vải mango nó vẫn xịn sò, nó vẫn đẹp, nhưng mà nó rẻ hơn cái vải tơ tằm thiết kế nhiều, là tại vì nó vải nó làm sao là mình cắt lên luôn vậy luôn, nguyên một cây vải nó một màu vậy thôi. Còn những cái hàng tơ tằm thiết kế á, là nó phải có sơ đồ bản vẽ thiết kế lên mới lên mẫu được. Đó, cái này là chia sẻ thực tình trong nghề luôn á mấy chị. Chứ nhiều chị hỏi trời ơi sao mấy cái hàng lụa tơ tằm thiết kế này em bán cao quá, thì nó không phải là nó là như vậy đó, nó là có nhiều công đoạn lắm để lên một cái bộ đồ đẹp xịn sò cho mấy chị mặc. Na thì lấy em M, lấy em M cho Na, caro với gấu đen. Ôi, tiếp theo mà cho dùm em là mấy chị ơi, màu LV cam nè, siêu đẹp luôn trời ơi, cái vải rờ thôi là thấy đã rồi mấy chị, cái vải rờ thôi là thấy sướng cuộc đời rồi đó, mặc như không mặc gì đó, cực kỳ mịn mát luôn. LV cam nhé, vẫn là lụa tơ tằm thiết kế, vẫn là lụa tơ tằm cao cấp cho em, là V cam. Rồi cái này là chọn màu tím, chữ đờ màu tím nè, chữ đờ màu tím nha, đây chữ đờ màu tím, quần ngắn. Ôi cái màu này nó mới đẹp nè mấy chị ơi, cam cam cho Na. Đây màu đỏ,
mà phối với màu xanh nè, đó nó phối theo cái cổ áo với cái tay áo nè mấy chị ha. Đấy, màu con chim nha, chim xanh cho em lên chim xanh. Màu này mặc lên là bao trắng luôn, màu xanh đen. Con chim xanh. Xanh xanh đỏ đỏ nè. Con chim xanh. Rồi, màu này là màu nâu cho em. Màu nâu. Đây, để gần cho mấy chị coi đường kim mũi chỉ. Không có một cái gì mà nó dư thừa luôn, không có một đường chỉ dư luôn nha. Đó, mà cái bảng lưng chun nó đều nhau, thẳng tắp luôn. Lụa tơ tầm cao cấp cho em nè. Rồi, màu nâu. Xanh này đẹp nè, cái xanh này siêu đẹp luôn, phối nè. Đây, cái hàng cao cấp mấy chị nhìn là không lẫn đi đâu được luôn á. Và về là phải nhìn giùm em những cái hàng thường thường á, là người ta không có dám đưa cho mấy chị coi cận cảnh từng đường kim mũi chỉ như vậy đâu. Những cái hàng may dối á, thực sự vải á, thì hả, nhiều khi vải mango cũng có, vải Latin cũng có, nhưng mà cái lụa tơ tằm cao cấp này không phải chỗ nào cũng có giống như vậy đâu. Mấy chị phải mua về một cái bộ tơ tằm cao cấp của em rồi mấy chị mới so sánh được. Đấy, tin em đi, em bán cái trong nghề này là, em trong nghề đồ bộ pyjama này là phải là 3 năm trời. Năm đầu tiên là em chỉ up hình em bán thôi, em mới bán đầm đây à, chứ em bán đầu tiên là cái gốc của em, cái xưởng ở Việt Nam của em là may đồ bộ mấy chị. Xong rồi em mới bán đầm khoảng 1 năm mấy, gần 2 năm nay thôi. Chứ là hồi đó là em xưởng em may đồ bộ không á, em bán úp hình em bán. Xong rồi dịch rồi em mới bắt đầu em like. Sau dịch là em bắt đầu live stream, chứ trước là em úp hình em bán. Rồi, cái lụa tơ tằm em có cái mẫu này em sale nè. Cái mẫu này em sale ha. Cái mẫu này là cái quần nó cái dạng quần bầu. Đây. Mẫu này em sale nè, cũng là lụa tơ tằm luôn. Nhưng mà cái mẫu này là em còn ít lắm, em sale. Cái này là cái vạt quần bầu nha mấy chị, chứ không phải là cái vạt quần đùi mà dập lai lên. Cái như cái kia, và cái tay của nó là cái tay con. Tay con co giãn như thế này. Để em mặc bộ lên cho xem. Bộ này trước là bán 20, em sale còn 15 đi cho nó lẹ. Em sale 15 mấy chị hốt lẹ luôn nè, em sale lỗ luôn cái bộ này. Mà form này là một size thôi nha, dưới 130 pound nha. Cái trái tim nè, trái tim này em sale 15 đồng, dưới 130 pound em có mấy bộ à. Dưới 130 pound nha, lụa tơ tằm luôn đây. Cái tay là tay con phồng phồng vậy nè. Xinh lắm, chị nào bánh bèo, gu bánh bèo thích là hốt liền. Vẫn là lụa tằm luôn ha. Cái quần là quần vạt bầu như vậy nè, chứ không phải quần đùi kia. Túi là túi cùng vải luôn nha, túi lụa cao cấp luôn nha.
Tưởng còn nhiều, còn có hai bộ mấy chị ơi. Đó, bộ trắng đen với bộ hồng. Bộ trắng đen với bộ hồng. Hai bộ à. Nè, tim trắng đen với lại cái tim hồng dưới 130 hao. Đây, tim trắng đen và tim hồng. Lụa to tầm luôn nha mấy chị yêu. Trời ơi, tưởng còn nhiều chứ trời. Em cũng bán còn có 3, còn có 2 bộ. Màu hồng, em mặc là hồng với đỏ, trái tim đỏ với màu trắng đen. Có chị nào muốn lên big size không? Muốn lên big size không báo em nha. Lên size to. Tim đen chị Hồng Nguyễn 15 lần. Còn dài hả chị? Ok. Đấy, bộ này em sale còn có một bộ. Chị nào lấy luôn cho em bộ tim hồng này luôn đi. À, tim hồng này luôn đi. Ôi đẹp quá nè chị Jennifer Hồ ơi. Rồi cổ nhọn nha, cổ nhọn lụa tầm mới của em nè mấy chị ơi. Cái bản này không có túi nha, là 22 đồng. Không có túi 22 đồng. Form là form 130 hao đổ lại, tương đương với size M. Cái này thì không có size lớn, không có size L đâu. Mẫu này chỉ có size M 130 hao đổ lại hơi 40-60 kg. Đó, chị em nào mà cao cỡ mét 6 trở lên thì 65 kg mà cũng vừa, mà phải cao mét 6 trở lên là 130 pound. Lên size lớn chị Hoa Ngô, em chào chị Hoa Ngô nha, size lớn. Chị Hoa Ngô là bao nhiêu pound ạ? À? Bao nhiêu pound ạ? À? Báo em biết em lên size cho. Rồi cổ nhọn 22 đồng. Nè, trời ơi, cái này quá trời luôn, quần dài tay ngắn quần dài nè. Siêu nhiều. Đây, thỏ đen đi. Rồi. Đây, cái này Mickey hồng. Mickey hồng. 70 kg. 70 kg là phải mặc 70 kg cao bao nhiêu chị ơi? Cao mét 6 không chị? 70 kg cao cỡ mét 6 không?
Hàng bên Thu Lê rất 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 chi là tốt. Cảm ơn chị Isabel. Em có anh chị Isabel Trần nè. Trời ơi, khách VIP của em đó chị ơi. Khách mua đồ bộ của em là, nói chung là nếu mà khách, những khách mà mua đồ bộ của em lâu năm á, thật sự là mấy chị không cần lựa mẫu luôn á mấy chị. Kiểu như là thích hôm nay chị thích mặc quần dài, quần ngắn gì á, em lựa cho chị 5 bộ quần dài, 5 bộ quần ngắn hay 5 bộ quần lửng vậy đi, em tự lựa luôn mấy chị. Kiểu như là chị thích giải nào em dựa giải đó thôi đó, là tin tưởng đến vậy luôn á. Rồi em lên thỏ đen cho nè. Trời ơi màu đẹp quá trời. Màu đẹp ha nè ha. Nè coi như đằng sau nè. Trời ơi ống mánh đẹp lắm luôn. Thiết kế đằng sau mà cái cổ, cổ siêu đẹp luôn. Rồi em lên một loạt, cái này là 22 đồng nha. Em lên một loạt hàng này 22 đồng. Xong rồi em lên 70kg cho chị Hoa Ngô coi cho em xíu nha. 70kg cao mét 6 trở lên không chị? Cao mét 6 trở lên thì mặc được size L. Còn mà dưới mét 6 phải mặc size XL rồi. Rồi em có bộ này là cổ nhọn đỏ, đỏ phối ren á, đỏ phối ren, đỏ phối ren size M 130 pound đổ lại. Em lên cái loạt này là size M 130 pound đổ lại nha. Trời ơi xì chum xì na xì ơ nè, nè xì chum xì na xì ơ đây. Em cảm ơn chị Isabel nè. Rồi xì chum lên cho em, xì chum nè. Trời ơi cái cổ đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, nhìn giùm em nó đều từng chi tiết luôn ha. Xì chum đẹp quá trời, nó phối đó. Xì chum nha. Rồi cái này là Dior cho em nhá. Dior cổ cam nè. Dior cổ cam, trời ơi nó sang dữ. Tất cả cái này là xước tầm, tầm xước mới hết. Tầm xước với lại cái nào mà em để gần á là chất tầm xước nha, còn cái nào mà em không có để gần á mấy chị thì cứ mặc định cho em là lụa to tầm. Tại lụa to tầm thì nó không có xước, xước nó là nó trơn bóng vậy thôi. Màu em mặc nó màu kem á, cái màu kem á nó sang lắm. Lấy xì chum ở nào, lấy xì chum, lấy xì chum cho nè. Xì chum và gấu. Gấu xanh luôn. Rồi cái này là cái gì đây? Đây lập thể mấy chị ơi, màu lập thể đi. Chị nào thích đơn giản đi. Đơn giản thì đây cái này. Rồi, màu hoa nhé. Màu hoa. Màu hoa, cái này là xước nha. Lấy đi Dior cam. Trời ơi. Sang chưa mấy chị ơi? Đây, nhìn kỹ giùm em nha, cái này là Dior sọc. Dior sọc. 10 bộ em tặng 1 luôn ha mấy chị yêu. 10 bộ tặng 1 luôn. Dior sọc cực kỳ sang luôn. Rồi cái này là Dior đỏ cho em nha. Dior đỏ. Dior phối đỏ. Gấu nâu nha, gấu nâu nè. Nó còn vải mango nữa. Trời nó nhiều lắm mấy chị ơi, vải lụa xước, vải tơ tằm rồi vải mango nữa. Rồi cái này là sao hồng á, có hình ngôi sao nè mấy chị ơi. Sao hồng nha, sao hồng. Màu sao hồng giùm em nha. Trời ơi Na ơi, chết người luôn nè Na ơi, con mèo nè. Con mèo tiểu thư nè. Chị nào thích bánh bèo, thích dễ thương không? Con mèo tiểu thư nè. Xinh chưa? Gấu nâu ạ. Gấu nâu. Ok. Gấu nâu luôn. Chị này chết bánh bèo tiểu thư hốt con mèo này cho em. Trời ơi nó đẹp nè. Cái vải nè mấy chị ơi, ống ánh nè, đẹp lắm luôn. Đây đó, hàng xịn là không ngại xô từng đường kim mũi chỉ cho mấy chị coi luôn. Trời ơi, trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Thiết kế này đấy, mặc bây giờ đồ bộ là phải mặc cỡ này trở lên cho em nha. Trời ơi mình làm, mình đi làm cực khổ rồi mấy chị ơi. Ra ngoài đường là nhiều khi là mùa nhiều khi là mặc đồ bó hoặc là mặc đồ mà nó không có được thoải mái, về nhà mình phải mặc đồ cho nó thoải mái, cho nó đẹp. Lụa mặc là phải mặc lụa là gấm vóc cho em cho nó đẹp.
nha. Nhiều khi ngủ dậy mình không kịp mà make up không kịp chỉnh chu á, mình có cái bộ đồ nó đẹp, nó lịch sự, nó kiểu như là nó chỉnh chu, nhìn nó cũng sang cuộc con người mình ra nữa. Mèo ok chị nè. Mèo luôn, quăng qua cho Nam một bên luôn. Đấy, chị nào thích mẫu nào cứ chốt đi với chị em có số lượng nha. Rồi màu này là màu xanh nha. Trời ơi. Cái này nó để là cái này là hoa gì ta? Hoa xanh cho em nè. Cái này là chữ King of Flower đó mấy chị, King of Flower. Xước nha, tầm xước nha. Tầm xước nè, phối màu cực kỳ sang luôn. Phối màu cực kỳ sang luôn. Xanh. Rồi con gấu caro nha. Cái đó là hoa xanh lá, cái đó hoa xanh lá thì cái này con gấu caro. Con gấu caro. Quần với áo là em cuộn lai hết nha, chứ không có dắt sổ đâu mấy chị, không thấy một đường dắt sổ luôn, may kỹ lắm. Như vậy nha, đây nè, áo cũng vậy nè, không có một cái đường dắt sổ mà chỉ cà rì cà dư đâu, may đẹp lắm. Nó 22 đồng một bộ thôi. Rồi hoa đỏ nha, gấu caro với hoa xanh luôn. Mặc cũng sướng mà, mình mua tặng hay mình mua cho trong gia đình của mình, anh chị em mình mặc luôn cũng đẹp nữa. Nhiều khi á mà em thấy dịp gì cái dịp lễ tới hoặc cái dịp gì đó sinh nhật hay gì đó mấy chị, mình tặng mình đưa bao thư, mình đưa lì xì á, xài cũng hết à. Mình tặng một bộ đồ người ta, ta mặc là người ta nhớ mình hoài luôn. Đúng không? Mặc bộ đồ nhớ mình hoài luôn. Hoa đỏ nè. Đấy. Rồi bây giờ xương xương như đây thôi chứ còn nhiều lắm đó. Trời ơi, bây giờ em qua tới một cái họa, một cái chất vải khác nha, em lên cái chất vải măng gồ. Hoa đỏ luôn, ok nè, hoa đỏ luôn. Bây giờ cái chất vải măng gồ này á, là em có cái bộ, một kiểu này là kiểu tay cánh tiên. Đấy, chị nào có thích cây cánh tiên không? Cho nó lạ lạ, nó dễ thương, nó phá cách một chút xíu. Là mẫu này là mẫu tay cánh tiên và cái mẫu này là mẫu truyền thống cổ sen. Mẫu cổ sen là chất măng gồ. Đấy, cái giá măng gồ ở trên line là em bán là 20 đồng nha. 20 đồng. À không, cái mẫu này em bán úp hình là 20, chứ trên live em sẽ giảm cho mấy chị chút xíu là 19 đồng. Mango 19 đồng cho em quần dài nhé. Quần dài mango 19 đồng nè. Quần dài mango 19 đồng. Thích cái cánh tiên này hay là thích cái cổ sen này? Đó, có cổ sen hoa CC thì lên cho em cổ sen hoa nâu. Rồi, cái này là cánh tiên con gấu nha. Cánh tiên con gấu chấm pinu nè. Xinh không? Đó, form này form 135 pound đổ lại cho em thoải mái luôn. 40-65 kg. Đấy, 19 đồng cái form cánh tiên. Ủa sao chị Jennifer Hồ nói lên quần dài mà không thấy chị Jennifer Hồ chốt gì ta? Hay là chị muốn cái loại nào? Quần dài mà chị muốn cái loại nào vậy chị ơi? Cho em lên cho đúng gu chị nè. Nếu không mấy chị có thời gian coi like á, có thời gian mấy chị coi like á, mà em không có lên đúng đồ cho mấy chị chốt thì em cũng buồn đúng không? Đấy, thích cái loại nào thì báo cho em biết nha.
nên cái mẫu gấu cánh tiên này nè. Gấu cánh tiên có nhiều màu á. Cho nàng đem thay qua cái bộ gấu cánh tiên. Thay qua cái màu tạo. Đó, cái cánh tiên nó là gì nè mấy chị ơi, dễ thương chưa? Cực kỳ dễ thương luôn. 19 đồng. Giá sale trên like nha, 19 đồng. Cánh tiên 10 bộ tặng 1 luôn. Cái quần bèo. Rồi, cái này là caro hồng cho em anh có. Trẻ mango mấy chị ơi. Đây, mango là cái vải giống vải cái vải đầm á. Vải đầm em lên á. Trái tim nè, trời ơi trái tim không ngủ yên. Trái tim có quần bèo ở dưới lai luôn nha. Trái tim này, trái dâu hồng, trái dâu hồng. Ôi, màu này tím chứ không phải hồng đâu mấy chị, màu tím á chứ. Màu hồng hồng tím tím gì, màu hồng hồng tím tím. Cái chị hồi nãy hỏi em 70 kg còn đây, ông ta chị Hoa Ngô 70 kg còn đây không chị ơi, chị muốn lên cái gì 70 kg, chị muốn coi size 70 kg là quần dài hay là quần dài hay quần ngắn này nè, quần dài hay là quần đùi. Có chị em nào mà size mà 150 pound đó, 150 pound, 155 pound mà thích quần lửng không? Đây em có cái bộ hai bộ size XL lửng nè. Up to đến 155 160 pound luôn cho mấy chị yêu là 19 đồng. Quần lửng nha, gấu hồng. Này mua cho size lớn này mấy chị ơi, size big size nè. Gấu hồng em có hai. Em có hai bộ quần lửng size lớn đây, gấu hồng với lại bộ sọc. Này có sẵn ở đây em dơ lên luôn sọc. Sọc nha. Cái này quần lửng cho size up to đến 150 55 pound, 160 pound mà cũng vừa. Đó. Gấu hồng với sọc nha. 19 đồng một bộ. Có hai mẫu này thôi. Gấu cho chị Hà 19.
em lên cái form lớn cho xem nha, quần dài nha 20 đồng. Quần dài nha, sale trên line là 20 đồng. Mấy cái form big size này á, form lớn này á là em bán up hình đó là 22 á mấy chị. Trên line là em giảm cho mấy chị còn 20 nha, sale trên line giá 20 mà mua 10 còn được tặng một nữa. Cái này là mango big size nha, tương đương với lại size XL dùm cho em á, size XL 2, 2XL luôn á, mặc cũng vừa cái này. Là từ mấy chị phải từ 130 pound cho đến 170 pound nha. Dưới 130 pound mặc cái size này nó rộng nha. Rồi em có cái này là màu gấu hồng. Đấy em lên một cái loạt big size cho mấy chị lựa nha. Lấy cánh tiên. Cái cánh tiên mà màu gì vậy chị ơi? Cánh tiên màu gì chị Hồng Nguyễn? Nãy giờ em có màu gấu hồng, gấu nu nè, gấu nu nè, màu em là màu sọc nè. Rồi màu trái tim nè, đó cánh tiên trái tim nè. Chứ lại nãy có cánh tiên màu tím tím, màu hồng tím tím nữa. Nè với cánh tiên đen nữa nè người ơi. Cánh tiên đen nữa nè nha. Đấy, cánh tiên đen nữa nè nha, 19 đồng quần dài. Sale luôn cho mấy chị trên live thôi. Cái này dành cho em là trái dâu nè. Trái dâu 20 đồng nha, hàng big size giùm em nha. Rồi cái này là gấu dít dắt nha, gấu dít dắt. Từ 130 pound đến up to đến 170 pound. Bộ hai dây quần dài. Bộ hai dây quần dài lúc đầu em like em mặc á hả? Bộ hai dây quần dài lúc đầu em like em mặc á hả? Chưa có luôn. Trời ơi chưa, quên lên lại bộ đó cho. Chút nữa em lên lại bộ đó. 10 bộ. Ủa chị Hồng Nguyễn nãy giờ 10 bộ chưa, em đâu có. Chưa đâu. Ôi đứa đâu tới 10 bộ. Chưa 10 bộ đâu. Cái liên sọc hồng mày hả? Ok. Nãy giờ nhớ chốt có 3-4 bộ gì à. Thêm bộ này chắc cỡ 5 bộ gì đó nha. Ở không, có thêm 3 bộ thun nữa. Quên, 3 bộ thun lúc đầu nữa chắc cỡ 7-8 bộ gì đó người yêu ơi. 7-8 bộ nha chị đẹp. Trái dâu hồng nè. Quần dài nha, quần dài form này form lớn, form big size đây mấy chị. Cái này là lá bài. Lá bài. Lá bài cho em nè. Rồi cái này là gấu hồng nha. Đó, gấu hồng nè, lá bài màu vàng nè. Trái dâu nè. Gấu dứt dắt nè. Đó, rồi cái này là dâu nhỏ nha. Một cái là dâu lớn, một cái là dâu nhỏ. Cái này là cái này màu xanh này là size XL. Này là 150 pound, 160 pound lại cái sọc hồng. Ok chị này đem cởi bộ sọc hồng rồi. Bộ sọc hồng này hết rồi. À ngoài ra mấy chị mà thích mặc size lớn lớn á cỡ 150 pound, 160 pound có thể mặc cánh tiên. Cánh dơi. Bộ vàng đó là size L đó chị. LV vàng nó size L. Ở đây có chị nào thích cái form cánh dơi này không? Cánh dơi big size này, cánh dơi này là cho mấy chị yêu mặc từ ngô dứt dắt không có nhỏ, cái lô đó là may size lớn không mà chị. Cái này là hàng cánh dơi nè, có chị nào thích lên form cánh dơi này không, em lên thử cho xem.
mặt con cánh dơi nó sang lắm. Con cánh dơi này là cho mấy chị từ 120 phao cho đến 160 phao mặt cũng vừa. Tại vì cái kiểu này nó là cánh dơi nên cái áo nó là phải rộng. Cánh dơi này là 120 phao đến 160 phao mặt cũng vừa. Đó. Sang cực kỳ luôn. Nếu mà em á, kiểu như là em, cái này cá nhân em thôi nha, em nếu mà em mặc mà đồ mà size M á, là quên, em mặc đồ mà size form truyền thống bình thường á, là em thích mặc size M cho nó vừa người. Còn mà nó rộng á là em thích mặc cánh dơi này rộng là cho rộng luôn vậy nè đó, mà rộng là phải rộng cánh dơi vậy nè, nó mới sang. Chị mấy chị thấy không, mặc bộ đồ lên nè sang hẳn con người lên luôn đó. Cánh dơi này em sale trên Line là 20 đồng luôn, chị nào lấy. Chú em bán cái form cánh dơi này đến 24, 23, 24 luôn đó mấy chị. Đây. Giờ em có màu loang nâu. Rồi cái con này là con gấu. Con gấu đen. Rồi bộ này là bộ Gucci nâu. Gucci màu nu. Nãy thích con gấu dắt dắt á hả? Để em coi có cái con gấu có cái hình nào của tụi giống vậy mà size nhỏ không. Có cái này giống như chắc rồi tụi giống vậy không? Tay ngắn size M mango này nè mấy chị. Còn cái form này nữa nè, còn cái form cổ hai lá này cũng đẹp nè. Cái form cổ hai lá này em có mấy cái màu hoa, cái màu hoa với màu thương hiệu của chị. Là thích cái form cổ hai lá này không? Cái này cổ sen hai lá nè, mặc kiểu dễ thương lắm, kiểu như nó tiểu thư á chút xíu đó. Màu hoa, màu hồng hay là màu bi da này cũng đẹp nè, màu bi nu này cũng dễ thương lắm. Cái tay là cái kiểu tay nó hơi phồng phồng chút xíu nha. Đó, cái form tay nó dễ thương. Em có màu hoa hồng. Đê nâu này. Mấy tay màu sang không? Màu đê nâu. Có dít dắt rồi Na ơi, chứ không có có con gấu. Có dít dắt nè, có dít dắt thôi, dít dắt chứ không có con gấu. Nhưng mà em biết là chắc là Na thích con gấu rồi. Dít dắt không nè, cái này dít dắt không thôi. Dít dắt cổ sen. Rồi cái này con vịt nha, con vịt. Con vịt đen hồng. Đó, mà thích con vịt này, cưng không?
con Daisy á mấy chị. Cái này là con Daisy đúng không ta? Đúng rồi, cái con Daisy nè, trong Disney nè. Ôi cái này nè, màu trời ơi, màu siêu dễ thương luôn. Chị nào thích hoa, chị nào thích hoa nhí nhí à, lấy cái màu cam sữa này giùm em nha. Có tặng thêm cái đầu cột tóc luôn. Sau mẫu này có cái đầu cột tóc nó dính vô đây. Cái riêng cái mẫu này có tặng cái đầu cột tóc luôn nè mấy chị ơi. Mà có 19 đầu một bộ thôi nha. Xe trên like có 19 đầu một bộ thôi. Cam sữa. Rồi, cổ sen á là cái kiểu nó hơi bánh bèo tiểu thư chút xíu, nó là em lên màu hoa nhiều. Em lên mấy cái màu hoa dễ thương lắm. Đây. Rồi cái cổ may nè mấy chị ơi, thẳng tưng luôn, đều như bắp nha. Đó. Dịch nè, dịch cho na. Màu hoa vàng. Vàng chị Jennifer Hồ. Đấy, trời ơi mấy chị nãy giờ coi, nếu mà coi từ đầu like của em, từ đầu like đến giờ hả, thiệt sự luôn á là phải hiểu cho em. Thấy cái chị gì á, cái chị Hương Nguyễn á, đúng thật sự là rảnh luôn á, là chơi em thấy gì á lên đó. Nếu mà thật sự muốn mua đồ là nãy giờ em nói là phải đặt cọc cho em mà đúng không mấy chị ơi, phải vô đặt cọc cho em hay sao rồi im luôn, đâu có đặt cọc cũng đâu có chốt đồ nữa đâu, là kiểu như là rảnh á, lên chốt cho vui á mấy chị ơi. Trời ơi ở đây hả, ở bên đây chứ đâu phải như Việt Nam đâu. Mình á là tiết kiệm thời gian bao nhiêu, tiền bạc của mình là thời gian của mình là thời gian kiếm ra tiền đúng không mấy chị. Nên là mấy chị coi like của em á là em rất là trân trọng, mấy chị mua có bỏ thời gian ra coi like, chốt hàng trên like em rất là trân trọng mấy chị luôn á. Mà hả mấy chị cũng biết cho em, chứ em đứng em like em thay từng bộ đồ ra cũng đâu có dễ dàng gì đâu mấy chị, đâu có sung sướng đâu đúng không. Đó, đam mê buôn bán thôi mà nghĩ sao mà vô chốt một lần đã bơm hàng người ta rồi, giờ lên thêm lần nữa, nói là cái là im luôn, là biết là không có thật sự thật tâm muốn mua đồ rồi. Nhiều khi á hả, rồi buồn rớt nước mắt. Hên nó cũng may á là em cũng là cũng như trộm vía mấy chị thương, là em không có bị nhiều cái trường hợp như vậy, em cũng bị ít thôi à, vài chị thôi, chứ không có. Trời muốn bỏ nghề luôn mấy chị ơi. Cứ gặp mà khách vậy hoài, đâu có muốn, không còn tâm trí là muốn bán hàng, lên đồ bán hàng nữa. Rồi em lên tiếp thêm vài mẫu băng gòn đây, màu cam phối đen này cũng sang lắm nè. Chị nào không thích mấy cái họa tiết mà hình cute đồ này nọ đó, thì mấy cái họa tiết sang này nè, đấy em lên cho nó lạ chút xíu ha. Màu xanh nha, màu này là màu xanh cổ dịch phối với lại màu trắng kem, trời ơi nó nổi, nó đẹp lắm luôn á. Đây form này cho em là dưới 135 pound ha, 130 pound, ai cao thì 135 pound. Ủa nãy chị gì nói em lên cái chị Hồng Nguyễn nói em lên cái bộ dây hả, lên cái bộ dây 10 đồng này hả, dây quần dài nè em sell cho mấy chị trên like là 10 đồng luôn à. Hai dây măng gồ quần dài nhé. Hai dây măng gồ quần dài nè.
Rồi màu này là màu con bò. Màu con bò. Con bò màu màu ruốc nha. Con bò màu ruốc, cái quần này các bạn, cái quần. Đây nè, cái quần kiểu quần suông dài như vậy nè, 10 đồng một bộ. Hai dây nha, dưới 130 hào. Con này con bò đen, con bò màu ruốc và con bò màu đen nha. Rồi cái này là cái màu nơ. Nơ nhơ trắng, trắng kem á mấy chị ơi, trắng kem. Rồi cái này là trái tim màu hồng. Trái tim màu hồng. Tim hồng. Rồi cái này là màu bò xanh, con bò màu xanh nha, màu xanh. Đấy, 10 đồng một bộ. Bò đen cho chị Jennifer. Đây. Để em coi coi mấy màu. 1 2 3 4 5 màu. Bò đen, na bò xanh. Na là 10 đồng. Đó, bò đen cho chị Tống nè, 10 đồng. Đấy, rồi cảm ơn mấy chị yêu. À, bò đen cho chị Hồng Nguyễn. Na bò ruốc. Chị Hồng Nguyễn nè. Đấy, rồi na là hồng bò ruốc. Bò ruốc còn có một bộ. Ruốc còn có một bộ. T
tim hồng, tim hồng mà chị Hồng Nguyễn luôn. Bà rút còn một bộ cho na 10 đồng. Hồng Nguyễn. Đấy. Rồi mấy chị ơi, giờ có nhiều nhiều đông đông vô rồi nè. Em lấy hai bộ em tặng đây. Lấy hai bộ mà cái màu mà chưa có nãy giờ đi ha. Em còn hình như em mới thấy ra hai cái màu mà chưa có. Đây. Giờ em comment cho em là mã tặng không đồng nha. Em tặng cho nãy giờ mấy chị chưa có ai chốt cái màu này hết, là màu nơ hồng nè mấy chị ơi, với lại màu bò đỏ ha. Con bò màu đỏ giùm em nha. À, tiết con bò màu đỏ. Đấy. Đấy, xong rồi. Hai cái mẫu này là em tặng cho hai chị trước đi, hai chị. Giờ đông, giờ nãy giờ bán là tương tác lên rồi nè. Thích comment tặng luôn. Đó. Tặng luôn hai chị trước nha. Sung sung thì hả em tặng cho ba chị cũng được luôn á. Nãy giờ em có ba màu này là chưa có ai chốt, hay là chưa có đưa lên bảng màu luôn, là màu con bò đen, bò đỏ chứ, với lại cái tim màu hồng. Với lại hình như là cái này chưa luôn hả ta, con bò cam. Thôi bây giờ trước hai màu này đi, trước hai màu này giùm em ha. Đó, tặng không đồng giùm em. Chị nào khách mới tương tác mạnh tay liền, like, share, comment, thả tim, thả like lên liền cho em nha. Mình bây giờ hôm nay mình kiểu như khách mới, mình vô tình mình lướt qua mình thấy em phải không? Thì khi bây giờ mình chưa có tâm trạng mình shopping, mình chưa có tâm trạng mình mua đồ bộ hay gì đó, thì mấy chị cứ share về tường đi. Khi nào mà thấy mà muốn mua đồ bộ, muốn kiếm đồ bộ mặc nhà, mua đồ bộ sang xịn mịn, từ đồ ngắn, đồ lẫn đồ dài, tay ngắn tay dài gì đó, để sau này mấy chị kiếm lại em ha. Cứ share về tường mình để dành đi. Lâu lâu cái mình muốn mình lướt lại mình thấy là con nhỏ này à, nó có bán đồ bộ, nó có bán áo đầm đẹp đó, khi mình vô mình coi like tiếp ha. Nếu mà giờ mình chưa có thời gian mình mua thì mình cứ share về tường nhà mình để mình giữ ở đó mấy chị. Không thôi là nói chung là lướt qua nhau một cái là nói chung là bây giờ nó bóp tương tác lắm, là lạc mất nhau thôi mấy chị ơi. Coi như là mình lướt qua đời nhau luôn, lạc mất nhau luôn. Đấy, có duyên thấy nhau một lần thì mình cứ share em lại đi, không có mất mát gì hết trơn á mấy chị nha. Đó. Rồi, em giờ em lên tặng luôn cho khách nè. Đây em lướt comment từ trên xuống dưới luôn nãy giờ. Đó, mấy comment mà dù có trúng mấy comment mua hàng hay gì là em ok luôn, em tặng luôn cho nó nhanh. Ước chị đầu tiên nha. Rồi, chị đầu tiên xin chúc mừng chị Jennifer Tống nè. Em xin chúc mừng chị Jennifer Tống ha. Chị đầu tiên được tặng một cái set bộ. Đấy, em lấy cái nơ hồng đi ha. Một cái bộ đồ xinh cực kỳ, bộ đồ dây nha. Bộ này là free size cho em, là dưới 130 pound mấy chị mặc thoải mái luôn. Chị đầu tiên nè là chị Jennifer Tống. Rồi, chị tiếp theo giùm em nha. Rồi, tiếp theo là Na nè.
À, em xin chúc mừng chị Nana nha. Em chúc mừng chị Nana nè. Biết trúng cái comment gấu dít dắt của Na luôn. Đó, biết trúng cái comment gấu dít dắt luôn. Nhưng mà ok luôn nè. Em nói là lướt lên lướt xuống cho nó đều tay luôn á mấy chị. Rồi tặng cho Na cái bộ đây, cái bộ đỏ với cam, muốn lấy màu nào cho lựa luôn nè, đỏ hay cam. Đó. Đỏ với cam luôn á, em còn hai màu đó là hồi nãy giờ là mấy chị chưa có mua á. Đây còn chị nào mà muốn mua thêm á, muốn mua thêm em còn hai màu là màu màu bò đỏ và màu bò cam nha, 10 đồng một bộ. Bò đỏ và bò cam 10 đồng một bộ mấy chị ơi. Dây quần dài cho em nha. Kê cho Na cam luôn nè. Rồi vậy là vui vẻ hoan hỷ là chị nào đó tới trước giờ là như chị Jennifer Tống là như là biết trúng game mấy lần rồi ta, hay là mới trúng á không nhớ. Đấy rồi hai chị hôm nay trúng game được tặng hai cái bộ đồ dây giùm em ha. Xong rồi bây giờ mấy chị mua 10 bộ là được tặng thêm một bộ luôn, 10 bộ là được tặng thêm một bộ nữa. Đó, cái nào cũng được hết trơn á, nãy giờ mình mua rồi có đồ dây, đồ quần dài, quần lửng, đồ bộ, nói chung cứ cộng lại gộp 10 bộ. Mình lựa thêm một bộ tặng giùm em. 11 bộ tính tiền 10 bộ. Lấy thêm cái bò đỏ cho Hồng Nguyễn. Đây, còn cái dây thun hàng á, cái hai dây lưới, hai dây thun lưới hàng có chị nào vô sau muốn em lên màu cho xem. Ủa này đi ngược. Muốn em lên màu lại cho xem thì báo em nha. Cái dây thun lưới quần này là quần đùi ha, quần đùi này có cũng 10 đồng thôi. Cũng có 10 đồng một bộ ha. Trời cái dây thun lưới này em may nó là cực kỳ kỹ, cực kỳ đẹp luôn á mấy chị. Có 7 tông màu. Có chị nào thích coi cánh tiên không? Cánh tiên quần dài quần đùi. Cánh tiên này nè. Không, cánh tiên này cũng free size dưới 130 pound. Quần dài với quần đùi luôn. Khi nào thích thì bảo em lên màu cho xem nha. Chị Hồng Nguyễn ơi, cho Nhi xem mỗi hung lưới hả? Ok, Nhi mới vô à. Chị Hồng Nguyễn, em có cái chồng cổ nè chị Hồng Nguyễn, chồng đầu á. Chồng đầu không gài nút cổ vuông được không? Cổ vuông chồng đầu nè. Không phải cổ tròn mà cổ vuông á. Xinh lắm á. Em còn có mấy bộ à, em sale cho một bộ này trước bán 22 giờ sale 20. Sale 20 luôn màu xanh. Màu xanh rêu cho em nhá, form dưới 135 pound. Đó. Bộ này mua rồi, mua màu khác đi. Mua màu khác đi. Theo 20 cho nè, lụa tơ tằm. Có màu hồng nè, với màu xanh rêu. Với lại thêm mới lội ra thêm được hai màu này. Mới lòi lên hai màu nữa nè. Có gấu nè, Na thích gấu không? Gấu nu nha. Bộ này là gấu nu. Lụa to tầm ha. Lụa to tầm ấy mà em sale 22, em sale 20. Còn có 4 bộ à. Mỗi bộ 1k, mỗi màu còn 1 bộ ha. Đây màu gấu nu, cái này nó phối á mấy chị, nó phối vậy nè. Đó. Con cổ vuông nha, gấu nu nè.
Rồi bộ hồng với bộ xanh rêu rồi. Rồi cái này là bộ beo, beo đỏ đô cho em á, beo đỏ đô. Hồng này màu đỏ đô, đỏ rụ á mấy chị ơi. Cái này mặc lên trắng tươi luôn. Đó, mặc những cái màu này lên nó vừa vừa tôn da, vừa sạch sẽ nữa mấy chị ơi. Nhìn nó rất là sang. Mà kiểu như là mình mặc rồi mình giặt tới giặt lui nó cũng không có bị như là nó bị nhão màu á. Kiểu nó vẫn còn nhìn nó vẫn còn mới á. Uống luôn. Na thích gấu với mèo. Ở beo. Rồi để lên bộ thun lưới cho bạn. Thì Trang dung lê là không vừa cái đó nha. Nếu mà Trang dung lê muốn mặc thì mẫu khác. Trời ơi, để em mặc cái màu vàng lên đi cho nó tươi mới nãy giờ. Cho mấy chị vô đông đông ủng hộ em tiếp thôi. Em mặc cái dây vàng lên nè. Chị Trang dung lên mặc vừa cái hai dây vàng này nè chị ơi. Cái hai dây này nè, hai dây này em có đến 7 màu lận. Cái này là chất thun lưới hàng nha, cực kỳ mát, cực kỳ xịn sò luôn mấy chị. Em bán chỉ có 10 đồng một bộ thôi. Mà may cực kỳ đẹp luôn nha, viền rất là kỹ. Đây. Đây, cận cảnh cái thun lưới này cho mấy chị coi nha. Và đặc biệt là giặt sấy thoải mái, không có rút ha. Cái thun này mặc không có rút luôn cho em. Coi giãn cực kỳ tốt, free size từ 40kg cho đến 70kg luôn cũng vừa mấy chị. Là up to đến 155-160 hao cũng vừa. Tơ tằm, ok, lên tơ tằm. Nay có nhiều tơ tằm size L cỡ chị lắm nè. Tơ tằm mới size L nhiều mẫu đẹp lắm. Quần đùi hay quần dài chị ơi? Muốn quần đùi hay quần dài? Em mới về lô quần đùi tơ tằm nhá. Mới về lô quần đùi tơ tằm. Đây. Cái form của cái thun lưới nè. Để cưng lắm nha mấy chị. Cái này thun co giãn. Đấy, nên là cái người mình tới đâu là ôm vô tới đó luôn. 40kg cho đến 70kg luôn á mấy chị. 10 đồng một bộ, lên lại cho Nhi coi thêm lần nha. Chứ nãy giờ đi lới đi lui cái này nhiều lắm rồi. Mấy chị chán em luôn rồi đó. Bao nhiêu mấy chị nói trời mệt mệt. Tôi mệt con nhỏ này ghê. Nãy giờ nó lên cái này là 80 lần rồi. Đi tới đi lui cái bộ hai dây này là 80 lần. Thôi màu vàng nè. Cái này là màu hoa nhí trắng nè. Màu này là màu loan nha. Màu loan. Rồi, màu này là màu xanh. Màu này là màu ruốc. Màu này là màu nâu. Màu cam đất á. Màu cam đất á. Cam nâu. Rồi, màu này là màu xám. Đó. 7 màu. Lấy đủ màu mặc nguyên tuần luôn. Rồi tơ tằm. Đây, tằm xước đùi mới nè. Tằm xước đùi mới nè. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi sang xịn mịn luôn. Mẫu này 22 đồng nha. Hàng thiết kế nha. Lụa tằm xước 22 đồng. Cái này là lụa tằm xước giùm em ha. Đấy. Còn nếu mà tơ tằm thì có mẫu này. Tầm con gấu trắng này mới nè, gấu tim. Tơ tằm thì nó không có cái sọc xước xước, còn cái lụa tằm xước thì là nó xước xước vậy đó mấy chị. Hai cái giả này đều đẹp. Đều sướng hết. Con gấu tim này chị Trang Nhung Lê. Thì Trang Nhung Lê lấy là ngày mai em ship luôn. Ship luôn với cái đồ của chị á. Thứ năm á chị. Sáng với cam đất. Ok tình yêu nha. Rồi thích màu này lên cho em là chữ H, chữ H cam.
chữ H cam. Trời ơi, nét lắm nha mấy chị ơi, nét hơn Sony luôn. Đây em để cận cảnh cho mấy chị coi. Đó. Ừ, cái này là hình con ngựa của bé màu xanh nha. Dài hả? Ok, không thích ngắn hơi dài. Lấy xám cam đất với cam chữ H cho Nhi luôn. Cam chữ H cho Nhi là lấy cam M. Ok nè. Rồi em chốt cho chị Trang Dung màu xanh. Màu xanh, màu xanh kích áo, xanh phối trắng Nhi. Xanh phối trắng thì Trang Dung lấy lò vào luôn. Đây, còn cái màu xanh này nó lạ lắm đó chị, nó giống như là màu xanh xanh cổ dịch đậm á,
Trời ơi, coi mấy cái nút của em nè. Một cái nút là một viên đá lấp lánh luôn nha. Cái này cũng chắc là 5 ly á mấy chị. Rồi tao tầm với lũa suốt loại cao cấp mà size L 27 nè. Ôi, mẫu này là màu xanh min cho em nha. Trời ơi, nó đẹp cái màu xanh min nha. Đẹp chưa? Tầm suốt nha, size L 150 pound, 150 cao cao lên 1m655 pound cũng vừa. Con mèo caro. Mẫu này là lụa tầm xước, có túi hai bên nha. Mèo caro hồng á. Hồng này là hồng coral á mấy chị. Hồng cam á. Cho chị cái gì? Cái xanh min này phải không? Rồi, xanh min. Chung là cái này là mấy chị chỉ thích màu nào mình chọn thôi, chứ là đừng có lăng tăng về đường kim mũi chỉ. Với lại cái vải nha, em là nhận hàng mà đường kim mũi chỉ với vải mà mấy chị mà không thích là em cho quay đầu liền. Bao xịn sò luôn. Nhìn nó óng ánh đẹp lắm luôn á chị. Vải nè. Đã chưa? Trời ơi. Con mèo cam cho em ha. Ôi cái này đúng luôn là Halloween, để dành mặt Halloween nè. Nó có chữ Halloween luôn nè. Hay vậy trời. Mèo cam nha. Phối đẹp luôn mấy chị ơi, phối sang lắm cái màu cam lên. Cái màu cam á, thực sự là nhiều khi nó kén. Nhưng mà phải là lên đúng cái màu cam thì nó mới sang nha mấy chị nha. Cái màu cam này không phải là màu cam quê quê đâu nha mấy chị. Cam cực kỳ sang luôn, lên màu da nào em thấy cũng đẹp hết á. Đó. Em cho em màu cam nha. Cam này em có mờ lờ luôn á. Cam này còn mờ lờ luôn nè. Cam này đẹp quá, chơi cái cam này luôn. Này chưa vô mùa mấy chị kiếm cái này mua mặt chụp hình luôn. Nó vô chị Lan Ngọc Hồ. Anh em like đồ bộ nha tình yêu. Trời ơi, con gấu Snoopy màu hồng. À con chó chứ. Con chó XO hồng. Con chó XO hồng cho em còn đúng một bộ. Còn đúng một bộ XO này là size L nha, không có size M nha. Còn đúng một bộ size L ơi. Chó Snoopy màu hồng. Đó. Hình đây, quần này là túi hai bên sâu luôn nha mấy chị. Loại không có túi á, thì mới là 22 nha. Đấy, nhưng mà loại không có túi thì em chỉ có một size M thôi. Chị nào mà muốn mặc size L á, mấy lũa xước với lũa tơ tầm á là phải lấy cái loại cao cấp hai bên túi này 27 rồi. Nhưng cái loại 22 thì không có size L.
Kê chốt chốt cha cam cho chị Trang dung ghê luôn. Rồi cái này là chữ trắng đen cho em nha, chữ trắng đen. Trắng đen. Rồi. Cái này là caro. Màu caro. Này tay phối hồng đi nè. Màu phối rất là nhã nhặn luôn á, rất là nhã nhặn, rất là sang. Màu caro hồng. Rồi cái màu này là màu hoa nu. Ủa. Cái màu này là màu xanh, xanh rêu nha, xanh rêu. Xanh rêu. Xanh rêu. Hoa nu. Hoa nu. Hoa to. Hoa to. Màu trái đào. Màu trái đào. Lụa tơ tầm cao cấp cho em nha. Size L 150 pound. Ai cao cao mét 6 trở lên 155 pound cũng được. 155 pound cũng được. Rồi hoa xanh. Hoa xanh. Màu này là màu loan. Màu loan. Đấy, à, em có một lô ngắn, vụ ngắn mới. Chị nào coi ngắn báo em. À, có bộ màu trơn nút bọc này nữa nè. Cái bộ này bộ màu trơn nút bọc. Đây, cái nút bọc. Bây giờ kiếm cái bộ nút bọc này không ra luôn mấy chị. Tại vì cái này mắc tiền quá không làm được. Xưởng bây giờ bỏ không làm nút bọc này nữa. Chắn nút nhựa vô thôi. Nút bọc này mắc tiền gấp mấy lần. Mà bán cũng bằng giá. Rồi em còn đúng một bộ màu hồng. Hồng này nó hơi đất đất chút xíu. Đấy size L luôn á. Vậy là thích trơn thì lấy hồng. À còn bộ gấu này nè. Gấu này size L nha. Tơ tằm gấu. Gấu cam đi. Gấu cam nó phối túi cam. Đó. Màu này sang sạch mịn. Lụa mịn. Trời ơi na ơi, biết còn ở đây không có con mèo này dễ thương nè. Con mèo trái tim này ngầu chưa. Nhưng mà con mèo này size L na ơi. Con mèo này size L. Con mèo này em hết size M mới đâu chứ. Con mèo ngắn này còn size L.
cái Gucci này đẹp nè. Ừ, rộng lắm. Cái Gucci này đẹp nè mấy chị. Gucci này em có ML luôn nha. Gucci này em còn ML nè. Ờ, cái Gucci màu này đẹp quá nè. Đúng. Đúng chuẩn màu luôn. Đây, Gucci đùi nha, 22 đồng. Hàng tơ tằm thiết kế đùi nha, 22 đồng. Lấy Gucci, lấy Gucci đùi này thì báo em. Em có ML, chị nào lấy M. Lấy Gucci M hay Gucci L. Trời ơi, Gucci. Em nói ngồi bị liệu lưỡi luôn á bà. Gucci đó em còn ML đấy. Cái này là cái gì đây? Đây là cái này đi na, cái này dễ cũng dễ thương nè. Cô bé, cô gái màu xanh nha, chữ lớp. Nè, trời ơi, cái hình nó xuất sắc chưa. Đấy. Tươi. Màu xanh nha, xanh này là xanh blue lợt lợt á. Rồi, cái bộ này là M nè. Bộ này còn M. Có hai bộ này sale nè mấy chị ơi, 15 đồng. Hốt cho em không? Tơ tằm luôn đấy. Mới tìm được thêm màu tím nữa. Hồi nãy em còn cái màu trái tim màu màu đỏ. Trái tim đỏ với một trái tim tím. Cái này size M thôi nha. Size M. 130 pound đổ lại, trái tim đỏ với trái tim tím. Màu hồng trái tim đỏ với màu tím trái tim tím. Tại cái mẫu tay toi tay bo này đó em không có lên nữa nên còn đúng hai bộ em sale luôn, không có cắt mẫu này lại. Chứ lụa tơ tằm là em ít khi sale lắm á chị, măng gồi có khi sale chứ còn mấy cái lụa tơ tằm nữa khi sale. Rồi. Còn chị nào muốn coi gì nữa không báo em. Nếu mà có chị nào chưa đủ 10 bộ không, muốn mua thêm cho đủ 10 bộ tặng một không, báo em nha, em lên thêm cho mấy chị mua đủ nè. Đó, tại vì mỗi tuần là em like đồ bộ chỉ có một ngày thôi. Là em like đồ bộ mai mốt là em like đồ bộ là thứ ba đó. Còn thứ năm thứ sáu là em like đồ kiểu, đồ đầm. Chết người luôn nè. Chưa. Trời ơi, CC Bell cũng ghê chứ đây nè. Đẹp quá. Ủa, cái này size L thôi. Cái lô này là em có cắt ML đấy, nhưng mà sao mà xưởng mới giao qua size L à. Chắc còn sót lại trong mấy cái thùng hàng sắp qua. Khi nào có size M em hú ngang. Cái này đẹp quá. Đấy, có chị nào size L thì hốt đi, đồ đùi. Đùi lụa tơ tằm thiết kế nè. Đó, beo CC. Đẹp quá. Ồ, 22 đồng bộ đồ đẹp. Mặc sang. Thực sự em mặc size L cũng được. Nói chung mà em cũng dễ. Em mặc L M cũng được. Nhưng mà em mang những cái form mà kiểu như là truyền thống như vậy là em thích mặc size M hơn. Nhìn mình gọn hơn á mấy chị, nhìn mình gọn hơn. Nhìn gọn với lại kiểu như ốm hơn được một chút. Còn mặc size L thì nó rộng, nhìn mình mặc thôi.
Đấy, đây đẹp chưa, bộ đồ nó sang cho chị Trang Dung lên. À, mấy chị công nhận cái quần này em may đẹp lắm nha. Cái quần này em may không có giống như người ta may cái quần đó, nó ngắn ở trên đây rồi mấy chị, ngắn tới cái đùi à. Mấy chị ngồi rồi thế nào cũng dễ mà nó mắc lên tới háng. Còn cái đùi, cái quần em may nó rất là kiểu như nó vừa người, nó dài, nó đủ form dài. Cái quần như vậy nè đó, kiểu như mình đi xuống nhà, mình đi tới lui, mình đi ra ngoài đường, mình tiếp khách cũng được, nó không có bị là nó quá là hở. Ôi ôi em nghỉ nha mấy chị ơi, hôm nay em lên shop em nghỉ sớm nha, còn chị nào muốn coi gì nữa không? Lô này mình không nhận được em mờ tiếp ha, cái màu đẹp đẹp. Chị cho em lời chốt trước đi, mốt em mời về em like lại. Trang Dung Lê 22. Giờ mà cái này mà lên màu nào là mấy chị tới gì màu đó liền. Đẹp nữa nè. Trời ơi, Mickey nè mấy chị ơi. Em ghiền mấy cái hình này lắm luôn á. Màu nè, nó tay cực kỳ luôn. Nè, Mimi, con Mì Mai nè. Đó, màu cực kỳ sang luôn, phối viền màu rất là sang nha. Rồi, mấy chị ơi em nghỉ đây. Chị nào coi đồ giờ, đồ dây, đồ dây em mặc nữa không nè. Dây thun nè. Cũng khá nhiều độ với sàn, giờ xếp tới 12 giờ là vừa rồi mấy chị ơi. Giờ em ngồi em xếp tới 12 giờ là vừa. Rồi em chào mấy chị yêu nha. Ủa còn gì nữa rồi. Cái này là bộ cũ nhỏ. Rồi. Em gửi chị cái đầm chưa, gửi cái thùng đồ đầm á chị. À, em gửi rồi chị ơi, để em gửi chắc tình cho chị nha, chị Lan Ngọc Hồ. Em gửi chắc tình cho chị yêu nha. Dây ly ly luôn. Dây em, dây thun lưới em đang mặc nè, cái này là cái chất thun lưới hàng cực kỳ đẹp luôn. 10 đồng một bộ chị ơi. 10 đồng một bộ em có. Em có 7 màu. Cái này là free size cho mấy chị từ 40 kg cho đến 70 kg luôn nha. 7 màu, màu em mặc là màu vàng, màu xám nè. Màu nâu đất nè. Màu rêu nè.
Có cái chị gửi vô mấy thôi. Cho em chưa coi á chị ơi, cho em chưa coi. Chút nữa em coi lại nha. Em chưa đọc đó chị. Màu này là màu rút nè. Màu xanh. Rồi màu loang. Rồi màu cuối cùng với em là màu trắng nhí nè. Đấy. Chốt màu nào, chốt hết cho em nghĩ nha mấy chị ơi. Để em xuống like em coi tin nhắn nha chị Lan Ngọc Hồ. Em xuống like em coi tin nhắn nha chị yêu. Rồi em chào mấy chị nha. Hẹn mấy chị vào like sau nha. Hẹn mấy chị vào like sau. Rồi hẹn mấy chị coi đầm đồ bộ kiểu đầm mấy cái mẫu mà đầm kiểu đi chơi, đồ bộ đi chơi set kiểu đầm ngắn kèm quần đi chơi á. Vào like thứ 5, thứ 6 tuần này nha. Em sẽ thông báo trên like sau ha. Em xong thông báo giờ trên bay chứ lộn, em sẽ không nói rồi trên bay. Còn bây giờ là em cảm ơn mấy chị ủng hộ live hôm nay của mẹ bơi nha. Rồi, good night mấy chị yêu.